cái mắt hơi sụp sụp xuống này, giống như là mắt con cá rồng mà bị sẹ mắt đấy các bạn. Hi, xin chào các bạn. Các bạn thấy không, đây là con kép koi của mình này. Thì vừa rồi con này nó bị nó bị nấm ấy, bị hai hạt nấm nhỏ thôi. Nhưng mà mình bắt nó ra và mình chơi nó để cho nó khắc nghiệt. Đấy, thì mình đánh thuốc tím một cái liều rất là nặng, tầm khoảng 6 gram, tỷ lệ là 6 gram trên 1 mét khối. Thì mình đánh rất là nặng. Đấy, thì hiện tại đánh rất là nặng như vậy thì nó mất nhớt khá là nhiều. Đấy, và tình trạng mất nhớt khá nhiều thì con cá nó dẫn đến là rất là mệt mỏi và nó yếu. Thì sau đó là mình ra mình đổ hết nước đi. Sau khi xong ấy, đánh xong ấy, mình đổ hết nước đi. Xong mình đổ hoàn toàn cái nước ở ngoài kia, mình thay nước 100% ấy. Mà ở ngoài trời đang mưa, cái nước rất là lạnh, nên là trong cơ thể con cá nó đang yếu và gặp nước rất là lạnh thì nó bị sốc nước các bạn ạ. Đây các bạn nhìn thấy không, nó nằm đờ này. Đấy, sốc nước. Và con này bây giờ ở thể trạng rất là yếu. Và bây giờ để cứu con này mình sẽ có hai yếu tố. Thứ nhất là mình, các bạn nhìn thấy cái nước màu vàng không? Đây chính là vitamin C mình đổ vào ấy. Thứ nhất là để cho nó phục hồi nhớt cho con cá này. Cái thứ hai là mình để cho nó không bị sốc nước nữa. Thì các bạn nhìn xem, nó nằm đờ luôn rồi. Đấy, thì các bạn chú ý này, các bạn phải luôn luôn lấy tay đẩy nó để cho nó hoạt động. Bật oxy mạnh lên để cho nó thở. Nếu như các bạn mà không để cho nó cử động ấy, nó nằm im một chỗ ấy, là nó, đây các bạn này, nếu mà để im một chỗ nó nằm này, nó nằm đờ ra này, nổi phành lên này. Đó, nằm nổi phành, nằm im luôn. Thì đây mới chính là hiện tượng sốc nước này các bạn. Thì con này hiện tượng sốc nước này khá là nặng rồi. Và cái tình trạng của nó tụt nhớt rất là nhiều. Bởi vì mình đánh thuốc tím liều lượng mạnh đấy. Đấy, thì các bạn nếu như các bạn biết cách chữa ấy, thì dễ lắm. Còn nếu như các bạn nào mà yếu yếu một chút mà không biết cách ấy, thì con cá này sẽ đi ngay lập tức. Con cá này này, ví dụ như trường hợp con cá này của mình này, vào tay một số bạn mà yếu yếu một tí là chưa có kinh nghiệm ấy, là nó chết ngay lập tức. Nếu như các bạn cứ để nguyên như này nhá, nó nằm đờ ra như này, là một chút nữa đó là nó sẽ liệm đi và nó sẽ chết ngay. Ok, thì bây giờ có hai việc mà mình cần phải làm. Thứ nhất là phục hồi nhớt cho con này, thứ hai là để cho nó hết bị tình trạng sốc nước. Thì đây, mình nói lại nhé, đây là cái nước màu vàng là mình đã đổ oxy vitamin C rồi này. Thì mình cứ ngâm vào trong nước thì một chút nữa thì nhớt của con này sẽ phục hồi lại. Còn bây giờ cái vấn đề là mình để cho nó khỏi cái tình trạng bị sốc nước ấy. Thì các bạn bật oxy mạnh lên cho mình. Và các bạn luôn luôn lấy cái tay đẩy nó để cho nó hoạt động. Luôn luôn gọi là chọc ghẹo nó đấy, để cho nó hoạt động. Nó hoạt động thì các cơ của nó, khi mà các cơ vây này, cơ đuôi này, tất cả các cơ thể của nó hoạt động, thì lúc đấy cái cơ của nó không bị cứng. Thường thường là sốc nước là gì, là giống như là mình bị chuột rút đấy các bạn. Hiện tượng là mình bơi mình bị chuột rút đấy, thì tất cả các cơ của mình nó rút lại. Nếu như mình cứ để nguyên vậy đấy, là mình lịm đi là nó chết. Thì con cá cũng tương tự vậy. Con cá mà để nó nằm im một chỗ là nó lịm đi là chết các bạn. Nên các bạn cứ phải lấy tay bạn tâng như này để cho nó các cơ của nó hoạt động. Đấy, các cơ của nó hoạt động. Hoặc là các bạn để lên trên bàn tay này. Đấy, để cho nó dẫy này, thấy các bạn thấy không? Các bạn cứ để lên trên lòng bàn tay này. Nước con cá thì luôn luôn được ngâm ở dưới nước nhá, để cho cái vitamin C nó hòa trong nước, nó phục hồi nhớt cho con cá. Còn các bạn để trên lòng bàn tay như này ấy, thứ nhất là đừng để nó nằm ở dưới đáy. Bởi vì nếu mà nằm ở dưới đáy thì cái áp lực của nước nó ở dưới càng sâu ấy, thì áp lực nước càng lớn, là con cá đang khó thở. Và nó lại nằm ở dưới đáy nữa thì cái áp lực nó lớn như thế, nó ép cái cơ thể của con cá, nó làm cho con cá càng khó thở luôn. Nên nó sẽ lịm đi là chết. Đấy, thì các bạn thấy không, nó đang quẫy. Nó quẫy như thế này là một hiện tượng, một dấu hiệu rất là tốt nhá, để con cá nó sẽ hết sốc nước nhá. Các cơ nó hoạt động. À, các bạn cứ để trên tay như này. Khoảng 15-20 phút nữa là nó hết thôi, là nó sẽ hồi lại thôi. Hiện tượng con cá của mình ở đây là ở trong tình trạng rất là yếu nha các bạn, chứ không phải khỏe đâu nha, rất là yếu luôn đấy. Thì hôm nay mình sẽ làm tiện thể, mình sẽ làm cái clip để chia sẻ cho các bạn cách để mai mốt mà ví dụ trường hợp cá của các bạn mà gặp vào trường hợp mà nó bị sốc nước nặng như thế này á, thì các bạn sẽ cứu nó dễ dàng hơn. Đấy, các bạn thấy không, cái tay mình sờ vào con cá thì bây giờ mình cảm nhận được rằng
cái nhớt nó đang phục hồi dần lên. Hôm nay thì ở ngoài trời đang mưa các bạn nhé, nên là nước mình dự trữ ở ngoài xô, cái xô nước ở ngoài trời rất là lạnh. Thì vừa rồi mình đổ nước vào đây, mình cái nước mà mình ngâm thuốc tím này mình đổ hết đi. Sau đó mình cho hoàn toàn 100% cái nước ở ngoài xô vào, nó lạnh nên nó bị sốc. Và nếu như một con cá khỏe ấy, nó hoàn toàn khỏe mạnh ấy, các bạn châm nước 100% ấy mà nước lạnh thì có nó khả năng nó không sốc. Nếu như mà cái con này của mình nhá, mà mình không đánh thuốc tím ấy, mình thả như vậy thì nó không bị sốc đâu. Nhưng mà do mình đánh thuốc tím nó bị mất nhớt đấy, nó tụt nhớt đấy, nên là nó sẽ yếu đi. Và trong khi đó mình lại thay nước 100% kiểu châu bò như vậy đấy, thì là nó sốc là cái điều đương nhiên rồi. Cái chuyện mà đánh thuốc tím nó mất nhớt là chuyện bình thường đấy các bạn. Mình cũng luyện cho nó cái tình trạng mà mất nhớt ấy, để mai mốt nó có bị vấn đề gì mất nhớt thì nó vẫn không bị ảnh hưởng gì. Đánh thuốc tím mất nhớt cực kỳ nhiều nha các bạn. Nhưng mà yên tâm, khi mà đã đưa vitamin C này vào ấy, thì thằng vitamin C nó có cái tác dụng là nó phục hồi nhớt cho cá rất là tốt. Đấy các bạn để ý trong hai cái vây của nó đang hoạt động đấy. Nếu như các bạn mà không biết cách thì hoặc là chưa dành nhiều về kinh nghiệm nuôi cá để phục hồi con cá bị sốc nước thì các bạn đừng có làm liều nhé. Nếu mà các bạn làm liều như mình đây mà các bạn không biết cách thì con cá nó sẽ chết ngay, các bạn không cứu được đâu. À thì vừa rồi là cái nước ở trong xô này là cái nước ở ngoài trời rất là lạnh, mình sờ rất là lạnh, nên là mình đã lấy cái phích nước các bạn, phích nước sôi mình đổ từ từ một ít vào đây và để mình tăng cái nhiệt độ của thằng xô nước này lên. Và hiện tại bây giờ nước ở trong đây nó không lạnh lắm, nó cũng khá là hơi ấm đó, thì để cho con cá nó phục hồi cho nó nhanh. Ok, thì để khoảng một chút nữa, nó phục khoảng 5, 10, 15, 20 phút gì đó nó sẽ phục hồi lại, rồi mình sẽ quay và chia sẻ cho các bạn nhé. Và đây thưa các bạn, sau một tiếng tập thể dục cho em nó, tập thể dục bằng tay, thì các bạn thấy không, em nó lại bơi lại bình thường. Đấy, đưa tay xuống nó chạy luôn. Bây giờ nó chạy được rồi các bạn thấy không? Đó. Đấy các bạn thấy khác hoàn toàn rồi. Sau một tiếng đồng hồ đấy, cứu chữa. Nên là mình thấy là những cái mà mình đang làm đấy nó rất là hay. Để các bạn cứu chữa được một con cá các bạn. Như con cá của mình đây, nếu như mà thật sự mà nói, nếu như mà không biết cách là nó chết ngay lập tức. Bởi vì vừa rồi cái đoạn đầu của clip ấy, mình cho các bạn xem nó cực kỳ là yếu luôn nhá. Rất yếu luôn. Toàn bộ cơ thể nó mình khi mà sờ vào các bạn cảm giác lúc đó nó cứng hết lại. Tất cả các hai cái vây hai bên này không hoạt động luôn. Đuôi cứng luôn. Cái miệng cũng cứng luôn, không thở luôn, miệng cứng ngắc luôn. Đó, rồi là mắt, hai cái mắt nó híp lại. Toàn bộ là nó đơ hết, nó cứng ngắc giống như là nó bị chuột rút đấy. Và gần như là chết luôn các bạn. Thì bây giờ các bạn thấy không này. Đó. Bây giờ nó chạy lại bình thường. Và bây giờ mình bắt nó lên cho các bạn xem. Đây. Đó, các bạn thấy không? Đấy các bạn, sau một tiếng nó tuy nó trở lại bình thường rồi nhưng mà cái mắt nó vẫn bị sụp sụp này các bạn thấy không? Đấy nó dãy này. Cái mắt hơi sụp sụp luôn này, giống như là mắt con cá rồng mà bị sẹ mắt đấy các bạn. Đó. Nó dãy, bây giờ nó dãy, dãy ác luôn. Đấy, vừa ban đầu ở đoạn clip thì nó nằm thả xuống ngay, nó nằm đơ, nằm ngửa bụng lên luôn. Nhưng mà bây giờ thì nó làm sao các bạn? Bơi. Đó, thì làm cách như thế nào thì thưa các bạn, đây mình nói lại nha các bạn nhé. Các bạn tập thể dục cho nó là một. Các bạn cứ lấy tay này, các bạn động vào nó để cho nó chạy, để cho tất cả các cơ của nó hoạt động. Khi cơ của nó hoạt động thì nó sẽ trở lại bình thường. Đó, và khi mà các bạn cảm thấy nó mệt rồi đấy, các bạn vớt nó lên, đưa nó lên như tay như thế này gần mặt nước để cho nó vẫy. Các bạn nhìn thấy nó vẫy không? Cứ để như này để cho nó vẫy tập thể dục. Các bạn đếm 1 2 1 2 1 2, đấy nó dẫy cứ thế như này thôi. Đây là cách mình làm nhé các bạn.
và các bạn nhìn thấy kết quả này, nó thành công rất là tốt đẹp luôn. Đấy, miệng nó thì ở khu vực oxy này. Đấy, đưa tay lên trên, nó nằm sát lên trên này thì nó không có áp lực nước nó đè lên con cá, nó rất là dễ thở và để cho con cá nó dễ hoạt động, các bạn thấy không? Bây giờ thì nó rất là khỏe luôn, nó khỏe chứ, nhưng mà nó bây giờ nó khỏe là mình nói nó khỏe thôi, nhưng mà nó chưa thể bằng cái lúc mà nó khỏe bình thường được các bạn nhé. Nó khỏe so với lúc ban đầu thôi đấy, các bạn nhìn này, đó. Bây giờ thì nó bơi bình thường rồi, nó hoàn toàn bơi bình thường, các bạn nhìn này, mình đưa tay xuống là nó chạy, đó. Đó, nó như thế này là nó sống được rồi các bạn. Các bạn chỉ cần thấy nó bơi như thế này là các bạn thấy là nó sống được rồi đấy, nó đã phục hồi được rồi đấy. Đấy, các bạn so sánh xem cái tại cái hình ảnh mà bây giờ với cái lúc mà nó ban đầu clip ấy, các bạn thấy nó hoàn toàn khác nhau luôn. Đấy, thì clip này mình chia sẻ cho các bạn là cái cách mà chữa cứu vớt một con cá bị sốc nước nặng nhé các bạn. Ok, thì xin cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình. Thì có những chủ đề gì hay thì mình sẽ chia sẻ tiếp cho các bạn. Sau 1 tiếng đồng hồ ấy, thì mình nghĩ khoảng 2 tiếng thì nó sẽ hồi phục hoàn toàn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào clip sau với chủ đề khác thú vị hơn. Rất mong là clip này sẽ ứng dụng được cho nhiều bạn để cứu được những con cá tuyệt vời của các bạn. Rất mong các bạn sẽ ứng dụng thành công cho cái đàn cá của mình. Đàn cá của các bạn mà khỏe, các bạn cứu được một con cá thoát khỏi cái cõi chết của cá thì điều đó thì mình cũng rất mừng thôi. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha. Bye bye.